Xin kính chào mọi người, xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Sinh nhật của hôm nay là tháng này là có 3 thành viên đúng không? Anh chị Hoài và bạn Tí. Rồi cùng với cái dịp Noel cuối năm. Đầu tiên là cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp một cái buổi tiệc rất là vui và đáng 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 mọi thứ. Thứ hai là cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây. Mọi người nãy giờ đã cười muốn bẻ bụng rồi và đây cũng là những cái mà công ty muốn xây dựng, mong muốn làm sao chúng ta về đây giống như là một gia đình vậy, chia sẻ với nhau những cái khó khăn, những cái thành tựu trong công việc. Ngoài giờ làm ra thì đấy, có những hoạt động như này để cùng chia sẻ cùng vui với nhau, bởi vì công việc và những cái ngoài công việc nó phải cân bằng. Và hy vọng là tất cả chúng ta hôm nay có một buổi tối vui vẻ, và chúng ta mang cái tinh thần vui vẻ đấy tới hết năm này và những năm sau nữa. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.